Ê, anh em biết gì chưa? Ông gà đang ở Hà Nội rồi. Năm nay tôi trên tay cho anh em món đồ trị giá 111 triệu đồng của ổng nha. Laptop gaming có cấu hình mạnh nhất thế giới luôn. Ghê chưa, ghê chưa? Thôi, luôn cả năm của em đó bro. Trời ơi, tao biết con này nha, con này là ROG Strix K17SE đúng không? Ghê, vậy dạo này vừa review TV, vừa review laptop luôn à? Wow. Đúng rồi, sếp gà kêu tao lên review chung với mày thì đương nhiên cũng phải có một chút kiến thức để review chứ đúng không? Nhưng mà không linh tinh liên thiên nữa, sếp gà đang ở Hà Nội đang kiểm tra tụi mình á, phải review nhanh đi, không ổng la đó. Ok, review lẹ còn lên video sớm sớm nữa. Nếu không là ổng chửi lương em vợ dưới đáy xã hội. Ok, đầu tiên là cái điểm rất là hay nằm ngay mặt lưng của em SK17SE này. Đó chính là ở ngay cái khu vực này, chúng ta sẽ có một cái dải mực vô hình. Và để hiện những cái hình này lên á, thì cái bề mặt này phải tiếp xúc với tia UV. Đây, mình có sẵn một cái đèn tia UV đây, để chiếu cho anh em xem nhé. Đó, anh em có thể nhìn thấy những hình ảnh này rất là đẹp, rất độc và lạ luôn đúng không? Thì đây á, cũng được xem như là một cái điểm nhấn khác biệt để mà khơi gợi cái trí tò mò của những anh em nào mê cái dòng laptop gaming như thế này, đặc biệt là những laptop gaming của Asus nữa. Còn Toàn, anh thấy sao? Đâu, để anh coi coi. Thì hôm qua mình có coi lại cái clip review của gà về cái con SK15 2022 á, thiết kế tổng thể bên ngoài của nó với lại cái em SK17SE nè, hoàn toàn nó không khác gì nhau hết trơn, trừ cái chỗ có phủ một lớp mực vô hình này ra thì mặt A vẫn có logo ROG phủ màu rất đẹp. Vẫn có một cái dải phân tách mặt trên, mặt dưới. Bề mặt thì được làm bằng kim loại. Ngay phía bên sau máy thì có cái phần chữ ROG này, anh em có thể tháo ra nè, hoặc là custom vài miếng khác vào cũng được. Rồi mặt C cũng y chang vậy, vẫn có một cái dải phân tách ra ngay chỗ bàn phím. Nhìn được cả linh kiện bên dưới máy rồi thêm cả LED RGB nữa. Kế bên cũng là chỗ chứa keystone của riêng dòng SK này luôn. Thì đây là keystone nha các bạn. Nó giống như là một cái chìa khóa vậy á. Khi mà các bạn cắm vào nè, sẽ có một cái dãy đèn LED báo hiệu những cái phần mềm bí mật trước đó mà các bạn đã cài đặt á, nó đã được khởi chạy rồi ha. Còn khi mà các bạn kéo ra thì những cái phần mềm đó nó sẽ tắt hết thôi. Nói chung là ngoại hình của con SK17SE này nó như là phiên bản phóng to của con SK15 2022 thôi. À, nhưng mà trọng lượng của con này cũng nặng phết đấy, do máy to hơn mà, nên trọng lượng cũng sẽ tăng thêm đôi chút, khoảng tầm 3 kg. Kết hợp với cục sạc 300W nữa thì combo này coi như vác lên vai lâu cũng hơi mệt à nha. Bây giờ tới mặt B nha, chính là phần màn hình của nó đó. Tầm này 111 triệu thì màn hình chắc chắn phải là chất lượng cực kỳ rồi. Đây, nhìn thông số thôi cũng đủ thấy, kích thước 17 inch rất to luôn. Độ phân giải là 2K và tần số quét là 240Hz. Tốc độ phản hồi là 3ms. Ngoài ra, về dải màu thì màn hình này cũng đạt chuẩn 100% DCI-P3, hỗ trợ luôn cả công nghệ Dolby Vision. Chất lượng hiển thị của em này thì dù là chơi game hay là xem phim thì chắc chắn phê khỏi bàn. Vừa đẹp lại còn vừa mượt nữa. Chưa kể độ chuẩn màu cao cũng giúp ai muốn làm việc như design hay chỉnh màu thì em SK17SE này cũng làm được ngon lành luôn. Ngoài ra còn được trang bị loa Dolby Atmos giúp tạo hiệu ứng âm thanh vờm khi chơi game. Âm thanh rất là chân thật luôn đó nha. Đúng là một con máy cả trăm cũ mà. Nhưng mà không có webcam. Chê. Ok, giờ tới cái phần đỉnh cao nhất đi. Phần hiệu năng chứ còn gì nữa. À, cái này anh biết rồi nha. Cái này là laptop gaming gì mà mạnh nhất thế giới đúng không? Wow. Rồi sao nữa bro? Ý là nó lấy cái gì để mạnh nhất thế giới á? Quên rồi. Review à mỏm. Đây đây đây, cấu hình mạnh nhất thế giới laptop gaming hiện tại là phải dùng CPU Gen 12 hàng Intel Alder Lake HX đàng hoàng, hay nói đúng hơn là Intel Core i9-12950HX. Con CPU này có tổng cộng 16 nhân, 24 luồng, có 32GB DDR5 chạy sẵn quá channel luôn. Và tất nhiên là một con kẹt khủng bố nhất bây giờ là RTX 3080 Ti, được set TGB ở mức cao nhất là 175W nha. Đó là lý do tại sao mà anh em thấy cục sạc con này tận 300W là vì thế, giúp búp được tối đa hiệu năng của con máy này lên. Tức là anh em có thể cưng rất ngon lành những con game AAA như là Battlefield 5 nè, ở mức độ hạ full setting. Game kéo ở độ phân giải 2K nhưng FPS vẫn cứ duy trì tốt trong khoảng 80 đến hơn 100 FPS. Bá đạo chưa? Mà chưa kể kết hợp với hệ thống tản nhiệt buồng hơi xịn sò trên những con lap ROG như này, cộng với việc sử dụng thêm keo tản nhiệt kim loại lỏng thế hệ mới nữa. Thôi thì chơi game anh em cứ an tâm đi, chả cần phải lo nhiều đâu. À, với lại có thêm công nghệ độc quyền mux switch dành cho máy laptop gaming của Asus nữa, nên anh em có thể tận dụng tối đa hiệu suất của GPU khi chơi game hoặc làm việc nữa nha. Còn về tính năng nổi bật của con laptop này á thì mình cũng thấy ok thôi. Toàn, anh thấy sao? Tao thấy máy vẫn có đầy đủ cổng kết nối, vẫn có một bàn phím đẹp, gõ khá tốt, có thêm LED RGB trên dưới, quá là màu sắc luôn.
rồi pin lên đến 90 Wh, nên có thể thoải mái sử dụng cả ngày cho công việc văn phòng cơ bản nữa. Đó, hết rồi. Để tổng kết lại á, với 111 triệu bỏ ra dành cho những ai đam mê laptop gaming thuộc hàng quyền năng nhất, có những cái cấu hình khủng nhất nè, màn hình xịn nhất nè, nhiều tính năng như là keystone nè, màu giải mực vô hình, cũng như là led RGB thiết kế độc đáo, thì em thấy con này khá là phù hợp và ngon nha. Không nha, nhưng mà anh vẫn thấy có cái điểm trừ. Đầu tiên là nó nặng nè, thấy không? Còn nó bự nữa, cầm trên tay hơi vướng nha. Với lại á, lúc đầu mới nghe nó có giá là 111 triệu lận đúng không? Thì 111 triệu ít nhất cũng phải có được cái màn hình OLED chứ. Mà cái này nó không có, nó chỉ sử dụng tấm nền IPS thôi. Hơi tiếc một xíu. Và đó là tất cả suy nghĩ của tụi mình về cái em SK 17SE này. Ngày hôm nay thì mình với Toàn đều có vấn đề về sức khỏe nên là giọng nó hơi khàn một tí xíu. Tuy nhiên là vì đam mê quá nhiều món đồ của con gà cho nên là tụi mình phải review nhanh cho anh em liền. Vậy thì anh em nhớ ủng hộ tụi mình bằng cách để lại comment cho mình biết ý kiến của mọi người nha. Và đừng quên like, share, subscribe cho kênh của Gen Z. Mình là Nhật Cộc. Mình là Toàn Slot. Hẹn mọi người ở những video sau nha. Bye.